Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Mới. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời cùng chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức thú vị, hấp dẫn của chúng tôi cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với những tin tức mới nhất về Trấn Thành Harry Won. Hiền hồ hội tụ đủ các yếu tố khiến các chàng trai trong showbiz mê mịt. Chỉ mới gia nhập showbiz khoảng 2 năm, nhưng học trò tóc tiên đã liên tục vướng tin đồn hẹn hò các đàn anh từ Soobin Hoàng Sơn, Bùi Anh Tuấn, B-Ray và gần nhất là Quang Hải. Ghi dấu ấn tại The Voice 2017 và giành được danh hiệu Á quân, Hiền Hồ gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng giọng hát truyền cảm. So với dàn thí sinh năm ấy, Hiền Hồ được cho là thành công nhất trong con đường âm nhạc với hàng loạt hit Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, Em Của Ngày Xưa Khác Rồi, Đừng Nói Tôi Điên, vân vân. Hiền Hồ đã nhanh chóng được khán giả nhớ mặt gọi tên và được đặt cho danh hiệu Nữ Hoàng Nhạc Hit. Sở hữu gương mặt đẹp hút hồn toát lên vẻ ngây thơ, e thẹn nhưng lại có thể hình vô cùng quyến rũ, Hiền Hồ được xếp vào là top một trong những mỹ nhân hàng đầu trong giới giải trí. Lối nói chuyện ngượng ngùng với dáng vẻ thi thoảng hơi ngơ của cô nàng cũng là một trong những điểm chiếm được thiện cảm của người hâm mộ. Có lẽ bởi những yếu tố đó khiến Hiền Hồ cứ liên tục vướng vào vô vàn tin đồn hẹn hò với các đàn anh. Hiền Hồ, Soobin Hoàng Sơn. Scandal tình ái ồn ào nhất của Hiền Hồ phải kể đến là với Soobin Hoàng Sơn. Hồi tháng 7 năm 2017, hình ảnh kèm video ghi lại cảnh cô và giọng ca Xin Đừng Lặng Im liên tục có những hành động tình cảm với nhau như ôm eo, hôn má trước rạp chiếu phim lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thời điểm đó, sau nhiều lần từ chối trả lời, thì trên trang cá nhân, Soobin Hoàng Sơn thừa nhận anh và Hiền Hồ từng tìm hiểu nhau, có quan hệ tình cảm. Sự việc này đã khiến cho Hiền Hồ hứng chịu nhiều búa rìu dư luận khi người hâm mộ của Soobin cho rằng cô chính là người đứng sau việc này để đánh bóng tên tuổi. Hiền Hồ chia sẻ sau scandal, cũng như bao tình yêu khác, hai người yêu nhau đến khi không hợp nữa thì chia tay. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, chỉ có để lại sẹo hay không mà thôi. Vết thương đó của tôi không có sẹo, tôi chỉ bị sẹo về dư luận thôi. Hiền Hồ, Bùi Anh Tuấn. Hiền Hồ vướng tin đồn tình ái với Bùi Anh Tuấn khi cả hai cùng ra MV Cưới Nhau Đi. Cặp ca sĩ thường xuyên được bắt gặp thân mật cùng nhau. Hiền Hồ từng thổ lộ rằng, Tuấn tâm sự với tôi nhiều điều. Điều đó khiến tôi cảm động, bởi chỉ có tin tưởng tôi thì anh ấy mới kể như vậy. Tôi biết ơn và cũng có sự quý mến lại. Bùi Anh Tuấn còn xuất hiện trong buổi ghi hình của bạn gái tin đồn. Trong lúc Hiền Hồ được ekip chỉnh sửa tóc và trang phục, thì nam ca sĩ đứng một góc, chăm chú theo dõi cô. Cả hai cũng lộ bằng chứng được cho là đi du lịch biển cùng nhau. Về phía Bùi Anh Tuấn, anh thừa nhận có tình cảm đặc biệt với đàn em. Hiền Hồ, B-Ray. Hiền Hồ bị nghi hẹn hò B-Ray khi dân mạng phát hiện nam ca sĩ âm thầm ấn nút theo dõi giọng ca, Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng trên Instagram. Trước đó anh từng tuyên bố chỉ theo dõi một người duy nhất trên mạng xã hội là người yêu mình. Tuy nhiên khi được hỏi về nghi vấn này, Hiền Hồ thẳng thắn trả lời, chưa một lần chạm mặt, chưa một lần nói chuyện, có gì nhầm lẫn không em? Sau vụ việc này, B-Ray cũng hủy theo dõi Hiền Hồ trên Instagram. Nhiều người cho rằng hành động của nam rapper chứng tỏ anh không muốn liên quan đến nữ ca sĩ 22 tuổi. Hiền Hồ, Anh Đức. Từng được ship nhiệt tình với nhiều nữ nghệ sĩ khác trong showbiz, nhưng chắc Hiền Hồ là nhân vật khiến Anh Đức phải bối rối nhất. Cả hai có những cử chỉ thân mật trên sóng truyền hình. Mới đây, hình ảnh Anh Đức đi ăn cùng Hiền Hồ gây chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, cả hai liên tục được Trấn Thành gắn ghép trong các chương trình truyền hình. Từ hình ảnh đi ăn chung, người hâm mộ liên tục nhắc về Hiền Hồ trong những lần Anh Đức xuất hiện và ngược lại. Tuy nhiên, cả hai đều đã lên tiếng khẳng định giữa hai người chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Hiền Hồ chia sẻ, chúng tôi chỉ là bạn bè, những lời nói trên show chỉ là đùa thôi. Hiền Hồ, Quang Hải. Nguyên nhân của tin đồn này bắt nguồn từ việc hai người tỏ ra khá thân thiết trên mạng xã hội. Cụ thể, vì quá bức xúc trước một chuyện không vừa ý, Hiền Hồ đã đăng tải chia sẻ dài kèm theo hình ảnh chú chó nhỏ màu đen. Quang Hải lập tức để lại bình luận. Tự nhiên, BTT, ý nói chú chó đen bị đưa ra làm vật thế thân là sao? Khổ thân. Thay vì phớt lờ trước bình luận của Quang Hải, Hiền Hồ cũng mau chóng đáp lời và thu hút sự quan tâm lớn từ dân mạng. Rất nhiều khán giả đều tỏ ra thắc mắc trước mối quan hệ của cả hai, bởi từ trước đến nay, Quang Hải rất ít khi chủ động bình luận các bài viết trên mạng xã hội. Mới đây nhất,
Hình ảnh Quang Hải đắm đuối nhìn Hiền Hồ trong đám cưới Duy Mạnh, Quỳnh Anh lại được cư dân mạng dần dần chia sẻ, dù cả hai đã phủ nhận tin đồn hẹn hò. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ và nhận những tin tức hấp dẫn mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những bản tin tiếp theo.